Là nhân viên văn phòng, thường tranh thủ buổi trưa để mua sắm những vật dụng cần thiết. Chị Phượng cảm thấy thật thoải mái khi chỉ cần cầm theo chiếc điện thoại thông minh, chị có thể tự do mua sắm mà không làm lo mất thẻ tín dụng như trước. Thẻ tín dụng của tôi thì cái hạn mức nó cũng cao, cho nên là trước kia mình phải cầm theo thẻ hoặc là mình cầm tiền mặt thì nhiều khi nó cũng hơi bất tiện. Thì bây giờ thì qua cái việc sử dụng qua các cái app này thì thật sự là rất tiện lợi, và hiện tại thì các cái đơn vị mà cung cấp cái dịch vụ này thì cũng rất là phổ biến. Cũng tương tự đối với anh Dũng, để thuận tiện cho việc mua sắm trực tuyến tại các nền tảng công nghệ ở nước ngoài, anh đã quyết định mở thẻ tín dụng ảo để không phải lo bảo quản thẻ. Tiện lợi hơn khi chiếc thẻ đó có thể đăng ký mở trực tuyến. Tôi lựa chọn làm thẻ tín dụng online là bởi vì thẻ tín dụng online sẽ tiện hơn trong việc mình đăng ký sử dụng, và mình không phải bảo quản thẻ vật lý và cũng không phải ra quầy để mình nhận khi mà mình làm thẻ tín dụng ở tại quầy của ngân hàng. Hiện nay thẻ tín dụng ảo được rất nhiều người ưa chuộng vì thủ tục làm vô cùng đơn giản, nhanh chóng. Cũng giống như thẻ tín dụng vật lý, người dùng thẻ tín dụng ảo được miễn lãi suất từ 45 đến 55 ngày và được hoàn tiền lên đến 10% tổng giá trị chi tiêu tùy vào chính sách của các ngân hàng thương mại. Hình thức thanh toán này giúp vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tài chính hiệu quả.